Đi vào sân ơi. Thank you.
không cần sóc kỹ lắm đâu này nhá. Ngon nhỉ. Để thử gói bánh nhỏ. Dám á? Ừ. Lấy cái gì ăn? Tại vì mà nửa tiếng đấy, em tìm có thấy đâu. Thành sắp xong gạo đấy. Ôi giời, chưa có đấy. Tìm mãi chả thấy. Em phải cắt một cái cắt nữa. Thế mà em bị đen đi. Hả? Tóc em bị đen đi. Tóc? Bình thường mà. Khủng này thì không bị lọt gạo. Được. Em nhìn thấy chị luôn kìa. Khủng to luôn đấy. Thấy không? Thế rồi mà. Thủng thế luôn mà còn nó có bị lột gạo lắm. Cứ để đấy, nếu mà thiếu thì dùng thừa thôi. Xong hai. Xong rồi. Thế ra ra tiêu đấy ơi. Sao lá đi. Ơi, sao chị? Ừ? Em đi thế bà cũng về luôn. Bà bà chắc phải mấy hôm nữa. Này sắp tan đúng không? Hả? Sao không? Không mà cắt đúng không? Chết. Ôi. Cắt lá ấy. Cắt luôn lá luôn. Đỗ chín thì cho ra đây để đánh. Chị cắt không ấy, chị cắt qua đây. Nhưng cái nào tí nó gói không được thì ấy. Ồ, khí tết luôn. Lấy gừng đi. Gừng ở đâu? Có cho mì chính không Yên nhỉ? Không. Mì chính là lợ đúng không? Chị bị làm sao nhỉ? Chị chỉ cho muối thôi, với hạt tiêu với gừng thôi. Em ướp bao nhiêu năm rồi cho nó kinh nghiệm đầy mình xương móng. Wow. Sao? Khói.
gì đây? Ui, đói chưa? Đói. Ăn đi. Wow. Ăn đi xong gói tiếp hai đứa. Cho em một bát nào. Mời cô ăn. Đói quá chị ơi. Này đứa em. Ăn miếng cả bánh ra ấy. Ăn xong rồi trông bánh. Tôi dọn dần đi này. Chỉ đem đi lấy xoong đi. Bắt bếp đi. Đi ngói xong rồi được thôi. Chẳng thế. Cháy á? Ngon à? Ấm nhỉ? Ừ. Cái này đường nước tắm. Đấy, đánh bài gì đi cho đỡ buồn ngủ. Con trông bánh trưng đến sáng mà. Đấy nhí. Này cái quất em ăn cả quất được. Ngon không? Đưa một đĩa cây kìa. Hai ba. Chuyện cũ mình bỏ qua qua. Đêm nay cùng cười lên ha ha. Cho đời đêm vàng vàng câu ca. Mình yêu lắm nơi mọi nhà. Chuyện cũ mình bỏ qua qua. Cười lên ha ha. Đùa là trái thuộc mày. Chân chim vẫn từng ngày mong ta.